Cục Viễn thông Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, các doanh nghiệp đã xác định có hơn 3,8 triệu thuê bao không trùng khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, có dấu hiệu thông tin không đúng quy định. Trong tháng 5 và tháng 6, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tổ chức thanh tra diện rộng với sự tham gia của Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trên phạm vi cả nước nhằm xử lý nghiêm tình trạng vi phạm thông tin thuê bao trên điện thoại. Bên cạnh việc sẽ triển khai các hệ thống chống, ngăn chặn cuộc gọi rác sau khi chuẩn hóa thông tin thuê bao với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Ở bước tiếp theo, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ xử lý các chủ thuê bao sở hữu 10 SIM trở lên.